Xin chào tất cả bạn đang quay trở lại với channel của Mèo. Ngày hôm nay thì mình tôi lại lượn lờ trên thư viện mini bạn ạ. À. Tìm được một cái map parkour có tên là trốn thoát khỏi trường. Cái map này thì cập nhật từ năm 2019 rồi các bạn ạ. À. Của bạn tên là Phạm Trần. Mà chả hiểu sao bây giờ tôi mới thấy ta. Ôi sao mà map này có tầm 18 vạn lượt tải rồi. Ê chà. Tại sao có những cái map hay nhiều người tải như này mà mình bây giờ mới thấy bạn ạ, kỳ cục vậy ta, anh em thấy không? Map này chỉ có 2 người đề cử thôi mà có tầm 18 vạn người tải bạn ạ, anh em thấy chưa? Đấy, đừng em đừng có nghĩ về cái số người đề cử nhiều là ngon nha. Anh em thấy chưa? Ảnh bìa thì cũng rất bình thường thôi, có mỗi chữ trốn thoát khỏi trường, không có gì cả bạn ạ. Ngày hôm nay chúng ta cùng chơi thử cái map trốn thoát khỏi trường của bạn Phạm Trần này. Bạn nào đã chơi map này rồi thì hãy để lại về lượt phía 1 nha. Còn ông nào mà chưa chơi giống Mèo Béo thì đừng quên để lại về lượt phía 2 bạn nha. Lần đầu tiên tôi mới thấy map này bạn ạ. Không rõ là chơi như nào. Ok thì trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để một like, đừng quên chia sẻ với cho bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký ủng hộ Mèo Béo bận nhá. Đầu tiên là đọc thư bạn ạ. Đầu tiên chúng ta đọc qua thư thế nào. Ôi, hết hồn. Đấy. Bạn thân. À đây bạn thân mình ở Osama. Alo. Anh em nhìn tôi trông trẻ đẹp khỏe khoắn thế này. Thế quái nào bạn thân tôi mà nhìn như cái ông già vậy á lộn. Ủa sao nhìn kỳ cục vậy ta? Ờ, ta hiểu kiểu gì bạn ạ? Đây chắc là học sinh lưu ban này. Học sinh này chắc là lưu ban mấy chục năm chưa được lên lớp các bạn ạ. Ok, khi chơi map nhớ đi thẳng nhé, đừng bỏ cuộc. Đi thẳng hay thắng đây? Đi thắng thì phải, tôi không biết bạn ạ. Ở đây như kiểu mất góc rồi, hình như đi thắng thì phải. Đâu? Không biết là dấu sắc dấu hỏi nữa bạn ạ. Nói chung là đi gì đấy, đừng bỏ cuộc. Biết chung là ý bạn là không bỏ cuộc. Rồi yên tâm mà tôi Mèo Béo đã bao giờ bỏ cuộc đâu, trừ khi mắc khó quá thôi hoặc là lỗi quá thôi bạn ạ. UID ở khúc quấy nhé. Ủa thế tại sao không ghi luôn cái ID vào đây đi, lại còn phải UID ở khúc quấy? What? Thay vì thế bạn có thể ghi luôn cái ID ở đây mà ta. Ok bạn ơi, ok chào bạn đến với map trốn khỏi trường. Map dễ chỉ từ 2 block trở xuống thôi. Map còn có block đi xuyên nữa nhé. Ôi giời ơi, map dễ nhưng mà lại có thêm cả block đi xuyên này. Chắc là có cả giải mã bạn ạ. Ok, bật ID đâu? Ôi đây, ảnh bác Hồ ấy. Nhảy bác Hồ nhìn lạ vậy. Alo. Ở đây ai? Ở ID đâu? Mà làm quá đi. Có xe ID đâu? Lạ nhỉ. Tại sao bạn không ghi luôn cái ID ra nhỉ? Mình không biết đi gì bạn ạ. Ok bạn thân nha, chào bạn thân. Ôi, hãy chạy đi, ông thầy bị điên rồi. Ê, đây là thầy, thầy giáo độc ác. Ta sẽ giết người gì ấy. Môn toán. Thế quá là 1 cộng 1 bằng 3. Chó cộng người bằng óc cửa hó. Thầy cộng quỷ bằng thẻ đồng. Đây là cái môn toán kiểu gì ấy. Bất đi ẩm cái trường này bị làm sao bạn ạ. Ê, có gì không? Không có gì bạn ơi. Ủa? Chào thầy. Nghe nói thầy rất là độc mà thôi. Thầy bị lêu lêu, thầy bị giam rồi. Thầy này bị giam rồi bạn ạ. Để thử vào nhá. Gáy, gáy, gáy. Này thì trêu này, trêu thầy. Này, ui, tôi bật lên, chạy. Ok. Ok. Thiết kế quả cửa kỳ cục thế nhỏ. May mà cái cảm áp này là màu nâu nha. Chứ cái cảm áp này bằng đá màu xám á, là không còn ném được bạn ạ. Hơi mất thời gian tí. Không, trường bị nát rồi. Mau trốn thôi, mất thời gian. Tự nhiên trường bị nát ghê và tôi cứ trốn đi bạn ơi. Mặc dù tôi không hiểu gì cả mà trường bị nát rồi bạn ơi. Lửa bốc lên kìa. Cái mắt ở mắt này đâu phải một máu ta. Ở ha, mắt này 100 máu mà mình đâu gì sợ nè. Ở ha, mắt này 100 máu chưa kể chủ mắt là còn cho cả bánh mì bạn ạ. Không biết mắt này chưa hình như mắt này chơi bạn ơi. Hình như mắt này mình chơi đâu bạn ạ. Trông có vẻ là mới lạ lạ chơi đi. Cửa bị khóa rồi, kiếm đường khác thôi. Ơ kìa. Cửa bị khóa rồi bạn ạ. Ơ cay tên nhỏ. Ủa, đường khác là đường nào? Khoan. Lúc nãy chủ map có bảo là cái map này là có block đi xuyên các bạn ạ. Nếu mà có block đi xuyên thì để coi nha. Nếu mà có block đi xuyên thì chắc là đường này rồi. Kiểm tra kỹ tường các thứ này, nhìn xem có gì khả nghi. Đúng rồi, tường màu trắng này là rất hay trà trộn các bạn ạ. Cực kỳ trà trộn lắm luôn. Để coi nào. À đây, bạn thấy chưa? Đó, bạn nhìn này, cái tường nó khác này. Đó, cái tường nó khác này. Ơi trời, mình biết ngay mà. Làm tường màu trắng là chứng tỏ mục đích ở đây mũi. Ơi, ơi sao tự nhiên mình bị trơn? Ơ, sao tự nhiên mình? Chết. Tôi quên. Tôi bấm nút enter. Tôi bấm nút enter bạn ạ, xong rồi nó bị. À, tôi hiểu rồi. Các bạn biết vì sao mình bị lag không? Các bạn nhìn này. Khi mà các bạn mình sẽ tắt cam nhá. Mình tắt cam đi này. Đây. Khi mà các bạn lỡ tay bấm chuột phải cái này này
Đấy, nó sẽ bị hiện này lên. Thấy không? Đó. Nó sẽ hiện cái thanh chat lên mà lại như thế. Đấy, trời ơi, bảo sao tôi mình đang di chuyển bình thường. Nó tự nhiên hiện cái thanh chat lên mà lại cay tên nhờ. Thì ra là vậy bạn ạ. Ui giả. Bảo sao mình thấy có gì ấy sai sai. Ờ kìa, cú lừa không? Đấy, biết ngay cú lừa này đó. Ơi dễ gì mà lười mềm beo. Ok. cái quả bảng tên bảng chữ cái á, khó chịu nhỉ. Nên mình bị bấm vào bạn ạ. Mình bấm chuột phải vào chứ. Thế bơi cay bạn ơi. Ôi giời. Cầu thang lên trên à? Ồ, thì ra là vậy bạn ơi. Ờ, từ từ. Chúng ta hoàn toàn có thể ảo thuật ra đúng không? Ồ. Ồ, bên này có liều hồi sinh bạn ơi. Uầy, cái gì đấy? Mê cung cửa à? Ai chẳng nhìn gắt bận rồi. Wow. Ở đây có cái gì ấy? Bên này có cái gì ấy? Cái phễu à? Nhất là nhiều phễu này. Ui, map này có vẻ khá là rộng bạn ạ. Được đấy, có vẻ cuốn đấy. Cái này kiểu như vừa parkour vừa giải mã bạn á. Chơi khá là ok ở đây. Quả mê cung cửa. Ui, ê, ê, ê. Ê, ê. Ê, ê, ê. Ê, ê, ê. Ui, căng nhở. Ê, từ 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 từ. Ok, đó. Ê, gì đấy? Chúng ta bị ông thầy ăn thịt rồi. Ôi, đây là mồm của ông thầy à? Ôi, quái nào. Ôi, ôi, đây là mồm của ông thầy bạn ạ. À. Thôi xong rồi. Và một cách ở đấy chúng ta bị ông thầy ăn thịt bạn ơi. Xương, heo nhìn kinh mà sao có xương ở đây này. Mất tầm heo sao có xương. Ồ, 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 gì đấy? Ị nhiều quá, ị nhiều phân quá, thúi quá, có gì đây cái kiếp. Nghe trông mất vệ sinh vậy. Eww. Ơ, từ khoan gì ấy? Không đi được. Không đi được. Hay là dưới lava để từ hay là dưới lava để kiểm tra kỹ lại xem nào. Chưa thấy có gì khả nghi cả bạn ạ. Mình sẽ thử kiểm tra lava không có. Có cái gì ở dưới lava bạn ạ? Từ từ tôi thấy có gì để nó trôi xuống được nha. Không phải à? Không phải bạn ơi. Nó là cái gì ấy? Từ từ mình thấy nó trôi xuống nước mà. Lại nào. Nó trôi ra ngoài. Ôi giời ơi một cái cột lava bạn ạ. Như nào nhờ? Đoạn này như nào đây? Từ từ. Không soi được. Ôi giời ơi. Block đi xuyên. Trời ơi đây nè. Trời ơi, bạn ơi thì ra là vậy, chí mạng đấy. Ok. Thì ra là vậy bạn ơi, cày tê rồi. Tiếp nào. Phòng vệ sinh đang sửa. Ok, phải đi vào phòng vệ sinh nữa sao? Ok, cái này chủ map bắt tôi đi vào nhé, chứ tôi không muốn đi vào bạn ơi. Đi đây. À, chắc kiểm tra. Sorry. Sao mở được? Sao mở giờ? Sorry bạn á, mình xin lỗi, mình chỉ muốn tìm cần gạt thôi. Chứ mình không cố ý, bạn có thể đi ra xa được không? Bạn gì ơi, cho mình mở cái phễu cái. Ok, bạn ơi, không có. Ây da, kẹt rồi. Ây da. Không mở được các bạn ạ. Ây da. Ok, phải đấm lên bạn ơi. Đấm con này nhảy lên này. Đó, như thế bạn ạ. Không có gì à? Sao lại như thế nhỉ? Không có gì bạn ạ? Sao lại như thế nhỉ? Ok đấy. Lại bóc đi xuyên. Trời ơi, cái map này cay thế nhỉ? Tôi cứ tưởng là phải tìm cần gạt để mở cái cửa bên kia mà lại ôm mắt này cứ hay đấy. Gì ấy? Chỗ này thúi quá. Cái gì đi thôi em. Ok bạn ơi. Cái cống mà chúng ta đang ở dưới cống bạn ơi. Ai chả. Thì ra chúng ta đang ở dưới cống bạn ạ. Ôi cái cống này chảy xiết qua bạn nhỉ. Ui à. Ok. Ui cống này dài thế. Kiếp thật. Ông nào làm quả hệ thống cống nhưng mà dài vậy bạn ơi. Kiếp thật. Ai chà. Nhưng mà mình không thấy có ai đốt đuốc ở dưới cống mà lại bình thường cống người ta lắp đèn cơ. Bình thường ý là ở dưới cống mới là có rất là nhiều khí ga độc hại.
Mà các ông đốt đuốc thế này có ngày nổ cống bơm thật sự luôn á, bởi vì về cống rất là nhiều khí các thứ, là rất là nhiều loại khí độc hại các thứ á, mà cắm đuốc cháy này các bạn bùm một phát nổ luôn các bạn ạ, nổ thật á. Ôi ôi, ông nào cắm đuốc ở dưới cống chí mạng đấy bạn ơi. Đi hướng nào á, có bốc đi xuyên đây, nhìn ra ngay mà, nhìn phát ra ngay bạn ạ. Trời ơi, mắt tôi tình lắm. Ui rồi ôi, tưởng cái gì vậy, cẩn thận có thể bị lọt xuống dưới à. Đây không thể đè ship vào đi bạn ơi, nó đè ship vào đi thôi, sợ gì đâu. Ôi nhìn chung là cái map này cũng từ 2019 rồi bạn ạ, cho nên là có những cái mà không chích gờ đâu, không phải lo bạn ơi. Cái gì ấy, yeah, chúng ta thoát rồi, đi về thôi. Không, tôi không tin, chắc chắn là có cạm bẫy ở đây bạn ạ, không thể đơn giản vậy được, chắc chắn là có cạm bẫy bạn ơi, có cạm bẫy đúng không. Ui trời ơi, hệ thống điện gì đây, cái gì em, cái gì ấy? Ôi biết ngay mà, cái hệ thống gì đây, cái con gì ở dưới đây. Ok, để gì à, tôi biết ngay mà, có cái gì không đúng mà là, có gì không đúng cứu, tôi biết ngay mà, có cái gì không đúng mà là, tôi nói có sai đâu, tôi nói có sai đâu, tôi nói có sai đâu. Ôi trời ơi, nói không sai mà bạn ơi. Ơ về là ơ về chưa, đây nó đi theo không ta, ấy không biết là mấy con kia nó đi theo không bạn ạ. Ơ lưu hồi sinh rồi đó, chúng ta bị mẹ đuổi ra khỏi nhà ở kèm à, đây là nhà của mình nhưng mà do mình về muộn muộn quá, thế là mẹ đuổi về đây đây bạn ạ, chắc thế sao á. À đây đi thẳng, mình phải cắm trại ở ngoài bạn ạ. Chết, biết ngay mà, cái nước này trôn tôi thấy nghi rồi, tự nhiên thấy cắt tinh thể lưu hình bên cạnh bạn ạ, tôi thấy cái gì sai bạn ơi. Này thì ok, map này mặc dù khá là cổ mà chơi cực kỳ hay bạn ạ. Đôi khi có những cái map cũ chơi khá là cuốn luôn. Thực sự là bây giờ tôi mới chơi cái map này bạn ạ. Ước gì tôi biết cái map này sớm hơn, chơi nó chung là khá là cuốn đấy. Anh em nào biết bắt đầu hay map là thú vị, đừng quên là để lại bên phía dưới này hoặc là gửi email cho mình các bạn nhá. Ok, video chắc là xin phép được kết thúc đấy thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.